Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, phiên bản đủ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị tai nạn gì cả các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn toàn bộ về đâm đụng này, va chạm này, ngập nước này hay là về phạt nguội, chúng tôi đều cam kết hết với quý vị các bạn nhé. Và chúng tôi đang bán với giá là 285 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, phiên bản đủ này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này các bạn nhé. Nhìn về phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ, phiên bản đủ cho nên là xe cũng đã được trang bị là rất là nhiều option. Nhìn phần đầu chúng ta đã biết được luôn đó là đã có đèn gầm này. Đấy, và cụm đèn gầm còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Cụm đèn pha cũng vậy, chưa có xước sát gì cả. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, ở bản đủ này nó có này. Và đặc biệt nữa là phần la răng đúc. Đấy, phiên bản đủ mới có la răng đúc nhá. Và dàn lốp thì còn rất là dày đây các bạn này. Đấy, dàn lốp còn rất dày, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và xe cũng đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, và cụm đèn hậu này cũng chưa có bị xước sát, chưa có bị cong vênh nứt vỡ gì đâu các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 MT này quý vị và các bạn nhé. Chỉ 5,6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy trong đô thị 7,27 lít. Còn nếu như ngoài đô thị, tức là chạy đường trường, chưa đến 5 lít các bạn ạ, 4,63 lít các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là những dòng này thì rất là nhiều anh em thích mua về để chạy dịch vụ quý vị các bạn nhé. Vừa rẻ tiền vừa tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 285 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe sedan 5 chỗ ngồi này rồi các bạn nhé. Đấy, bản đủ thì có la răng đúc này, và dàn lốp thì còn rất là dày, rất là mới như này đây các bạn này. Dàn lốp cũng vừa mới được khay xong, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm luôn nhá. Đăng kiểm thì còn dài, đến tận năm 2026 mới hết này. Đấy, đăng kiểm với đường bộ đều tháng 1 năm 26 mới hết các bạn nhé. Hơn một năm nữa, năm rưỡi nữa mới hết. Đấy, và gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Toàn bộ về phần nước sơn bên ngoài đều rất là đẹp, và nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất cũng như là về phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Đấy, xe bản đủ cho nên là đã có khóa thông minh rồi này. Và đây là cái phần keo chỉ cánh cửa của chiếc xe này. Toàn bộ từ keo chỉ bị nguyên zin, táp bi cánh cửa này còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, và bây giờ tôi sẽ bật cái đồng hồ lên cho quý vị các bạn xem nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này 7.2 km này. Xe bản đủ cho nên là được trang bị sẵn này, màn hình camera lùi. Chiếc xe này là chủ xe lắp thêm cam hành trình rồi này. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Bản này là bản đủ rồi, cho nên là xe đã được trang bị là nội thất ghế da này, vô lăng bọc da này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, và toàn bộ từ những cái bậc cửa này cho đến sàn này, sàn đã được chủ xe da bọc da rồi nhé. Bậc cửa thì được dán giả carbon này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe 2019 chạy có hơn 7 vạn thôi, cho nên rất là đẹp. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Đây là cái cánh cửa phía sau bên lái này, được keo chỉ còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, táp bi cánh cửa còn rất đẹp này. Nội thất bên trong rất là mới rồi.
Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Cốp sau thì từ ốc cốp sau của nguyên zin này, keo chỉ nguyên zin này. Đấy, keo chỉ, tất cả cái keo chỉ này là còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, ốc cốp sau này, keo chỉ này. Và đây, nhìn về cái đằng cốp này thì các bạn thấy đấy ạ, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả đây. Nó còn đẹp, nó còn mới như này đấy ạ, không có dấu vết gì các bạn nhé. Và đằng sau cũng không có bị xước sát gì đâu, những cái phần nỉ của cốp sau đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Lớp sơ cua thì còn rất mới đây các bạn này. Đấy, chúng tôi vừa mới, anh em đang dọn rửa cho nên là cái lớp sơ cua này còn đang ướt này. Vừa mới rửa xong các bạn nhé. Anh em vừa dọn cái là tôi phải quay luôn, giới thiệu luôn cho quý vị các bạn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Cánh cửa phía sau bên phụ cũng giống như vậy này, từ keo chỉ còn nguyên zin này. Táp bi cánh cửa này. Đấy, nguyên zin. Rất là đẹp luôn này. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng là bấm tay để mở cửa luôn các bạn nhé. Quá thông minh này. Đấy, keo chỉ nguyên zin này. Tất cả những keo chỉ là đều nguyên zin, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn nhé. Vô lăng, cần số tay phanh đây đều rất là đẹp này. Cái màn hình này là chủ xe còn chưa bóc ni lông ra này. Đấy, màn hình còn chưa bóc ni lông. Đấy, một chiếc xe rất là mới luôn đấy. Bậc cửa thì đã được dán cẩn thận cả 4 bậc cửa này. Trải sàn ra rất là sạch sẽ rồi các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2019 bản đủ này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít kết hợp với hộp số tay các bạn nhé. Hộp số tay là 5 cấp. Đấy. Và đây, toàn bộ từ ốc chân máy này còn nguyên zin. Đấy, cái động cơ này thì chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp đâu các bạn ạ. Anh em đang dọn qua cái nội thất thôi. Chứ về cái phần động cơ này là chưa dọn này. Vẫn còn để mộc nguyên đây này. Vẫn còn bẩn nguyên đây các bạn nhé. Đấy, còn bẩn nguyên, chúng tôi là chưa có dọn xong rồi. Anh em mới đang dọn dở là tôi quay luôn, giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn đây nhé. Đấy, và những cái này chưa có sửa chữa gì cả này, cho nên là còn nguyên, chưa bóc ni lông các bạn nhé. Đây là cái bảng mạch điện, bảng cầu chì đấy ạ. Chưa sửa chữa gì cả cho nên là nó còn nguyên, chưa có bóc ni lông. Đấy, trong cái khoang động cơ này đều rất là mới, rất là đẹp đây. Số máy thì sắc nét. Đấy, rất đẹp. Ốc cabo còn nguyên này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn các bạn này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, ốc tai này. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp như này đây. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 bản đủ, sản xuất năm 2019, lăn bánh được hơn 7 vạn km các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, và chúng tôi đang bán với giá là 285 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh.
Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.